trời, mọi loài được Chúa dựng nên, người luôn ân thần chở che. Hãy nhìn những cánh chim trời và xem những khóm quê tươi, được Cha trên trời dưỡng nuôi, muôn gì con cái của Ngươi. Đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày nào có sự khôn của ngày đó. Những tin vàng hay tìm kiếm nước tin cho, và tin lên sống theo sự khôn chính của Ngươi. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 1 đến câu 7. Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ, Đức Giê-xu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ. Anh em phải coi chừng men Pha-ri-siêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà, không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thật thì mất lòng, đó là điều mà ai trong chúng ta cũng hiểu, và có lẽ cũng đã từng trải. Chúa Giê-xu sau một thời gian nói lên sự thật về sự giả hình của những người biệt phái Pha-ri-siêu, thì chắc chắn Ngài đã làm mất lòng họ. Và không chỉ làm mất lòng họ, Chúa Giê-xu còn bị họ tìm cách loại trừ và giết hại. Khi đối diện với hoàn cảnh này, các tông đồ chắc chắn là rất lo sợ vì sự liên lụy. Nhưng Chúa Giê-xu nói với các ông rằng, quả thật, không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra ngoài, và không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Nghĩa là, dù trước mặt người ta, người này có thể lừa dối được người kia, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì mọi sự đều rõ ràng, không thể nào lừa dối được. Người ta sống gian dối, lừa gạt có thể không bị phát hiện ở đời này, và người ta vẫn có thể sống ung dung, nhưng trước mặt Thiên Chúa, đấng công minh và thấu biết mọi sự thì không phải vậy. Mọi sự sẽ trở nên rõ ràng. Cho nên Chúa Giê-xu đã khẳng định, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Hơn nữa, là môn đệ của Chúa, khi sống trong sự thật, chúng ta không nên sợ hãi sự bất hại và sự chống đối.
vì chúng ta còn có Thiên Chúa đấng quyền năng, quan phòng và luôn yêu thương chúng ta. Ngay đến một con chim sẻ nhỏ bé hay một cọng tóc rơi xuống, Thiên Chúa còn biết, thì chẳng lẽ những sự đau khổ chúng ta phải chịu khi sống cho sự thật mà Thiên Chúa lại không biết sao? Thánh Francisco Salesio đã nói, trong mọi công việc hãy tín thác nơi Chúa quan phòng. Trong khi chúng ta làm việc ở đời này thì tất nhiên phải bám chặt vào Cha trên trời. Thỉnh thoảng hướng nhìn về Ngài, xem việc làm của chúng ta có làm Ngài hài lòng không? Nhưng trên hết, không bao giờ được rời khỏi vòng tay của Ngài. Bởi vì nếu Ngài rời bỏ chúng ta không thể bước đi một bước mà không ngã. Sự quan phòng của Thiên Chúa không phải là từ trời thả tấm lưới xuống, nhưng là qua các bàn tay và tấm lòng của những người yêu mến Ngài. Một em bé không có thức ăn, nhịn ngày nhịn đêm, đã trả lời cho một người đàn bà độc ác vặn hỏi em rằng, vì sao Chúa yêu em mà lại không cho em thức ăn? Em bé trả lời, Chúa đã bảo một người nào đó đem đến, nhưng người đó đã quên. Lạy Chúa, Chúa trợ giúp chúng con qua bàn tay của mọi người. Xin cho chúng con cũng trở thành những dụng cụ hữu ích của Chúa trong việc giúp đỡ mọi người và làm chứng cho Chúa, dù phải gặp nhiều chống đối và bất hại. Amen. Chúa là Chúa thế đất trời, mọi loài được Chúa dựng nên. Người luôn ân thần chở che, nhìn giữ mọi thời mọi nơi. Hãy nhìn những cánh chim trời và xem những khóm quế tươi, được Cha trên trời dưỡng nuôi, buồn gì con cái của ngươi. Vừa rồi là bài